Rồi, hello Lộc, xin chào ông bà cô chú anh chị em nha. Thì trước tiên thì Lộc muốn nói về cái vấn đề vào tiết mục của mình là vấn đề chính, mà vấn đề này là thuộc về là luật pháp. Thì tất cả xin ông bà cô chú anh chị em của mình ở hiện đang ở nước Mỹ thì xin hãy vào cái kênh cái link của Bắc Phù Thủy đánh chó dại để ký tên vào, để cho mình cơm những chữ ký, để mình có đủ chữ ký một thời gian ngắn mình mới đem lên ra tòa được nhá. Thì cái này là không bắt buộc ai ký, không bắt buộc. Nếu mà cảm thấy rằng cái này là không phải là tội trạng gì không hết nha, chỉ là nhưng mà cũng không có ai đi ra tòa, bắt ai đi ra tòa, những người ký tên đó không ai ra tòa hết, là mình chỉ gom chữ ký để làm gì, để đánh vào hay hỏi vào công ty kinh doanh từ thiện của vợ chồng chồng cuối Sanxi. Đó, thì mình đem vào đó thì mình hỏi và đánh giá vào cái công ty từ thiện đó như thế nào, mình đánh giá vào đó để coi nó như thế nào, và đem ra cần có đủ chứng cứ để mà đem lên tòa. Và vào đó mình coi nó kinh doanh như thế nào, rồi trước tiên là một. Rồi thứ hai là mình để cho mình hiểu biết thêm sự kinh doanh đó có sạch sẽ hay không, nó có nhận thưởng đồng tiền, có làm đầy đủ ở trong đó hay không, có ghi sổ sách đàng hoàng trong đó hay không. Rồi lúc đó thì mình có gom đủ chữ ký vào. Trước tiên là mình gom chữ ký đi, rồi mình gom vào những tờ receipt của những tờ check, những cái gieo. Nếu mà ai có gửi tới, như cái Lộc đã nói, chùm cuối là ai, tên thật là gì, có phải là những người mà gửi check này kia, người ta là tất cả đều biết. Lộc thì không biết, không chưa bao giờ Lộc nói, nhưng mà tìm hiểu được. Cái này là hoàn toàn public hết nha, cái này là hoàn toàn nằm ở trong public service. Muốn điều tra bất cứ, muốn kiếm cái gì, sở cảnh sát đều có nha, nằm ở trên đó. Cái City Hall đó ở Mỹ này là hiểu đó, là muốn điều tra thì tên Tony Long Nguyễn là ai, thì tất cả những mạnh thường quân nào gửi tiền vào cho cái tên này, và biết bao nhiêu lần, có bao nhiêu người chưa được đọc tên đó. Thì đó là cái vấn đề, xin tất cả hãy chung tay và làm cho sạch sẽ cái cộng đồng mạng mình, để cho con cháu mình khi mà mở cái TV lên hoặc là mở cái YouTube lên, không còn thấy những cái hình ảnh lương lẹo ăn chặn. Cái đó không phải là cái này nền giáo dục cho con cháu của mình. Hy vọng là các ông bà cô chú anh chị em của mình chung tay vào làm cho sáng tỏ cái chuyện này càng sớm càng tốt, càng nhiều chữ ký càng tốt, để mình đưa ra ánh sáng nhá. Thì hy vọng rằng hãy giúp Lộc và giúp hết tất cả những người vô gia cư, những người gặp khó khăn, đã bị ăn chặn đồng tiền đó, bị bóp cổ ăn chặn không có tiếng nói, hãy giúp những người đó có cuộc sống, trở lại cuộc sống bình thường. Cái dù là vô gia cư, cuộc sống gặp khó khăn, hay là bất cứ là cuộc sống như thế nào, cho cuộc sống của mình, cái hội xã hội của mình trở lại bình thường, chứ không bị phải vì một cái tập đoàn nào đó mà mình sợ nó, không phải. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên, xin tất cả hãy vào đánh bắt phù thủy đánh cho dạy, và vào đó có cái link để cho tất cả ký tên, chỉ rằng là viết tên họ và create cái email lại như là xong rồi. Và vào đó mình có thể mình coi hết tất cả những gì có đúng sai trong nằm ở trong cái đó, và bên đó có trong đó có những cái gì, cái công ty kinh doanh từ thiện của chùm cuối Sanxi ở San Jose, thì trong đó rất là có tất cả nằm trong đó. Thì các bạn phải vào đó tìm hiểu, đánh giá đúng sai, có làm công việc này đúng hay sai, cái công ty này tốt hay xấu, thì đánh giá của nó như thế nào ha. Đó rồi, thì đó là không ai bắt buộc các bạn làm cái điều gì nha. Cái này là tự nguyện ký tên, nhưng mà khi mà ký tên rồi thì không có ai bắt buộc ra tòa, không có cái này mình gom chữ ký để đưa lên cho người ta làm việc
có đủ lời này để gom lại để trong một thời gian ngắn nhé. Nhớ thì các bạn ráng mà giúp một tay, để nếu mà cảm thấy chánh nghĩa trong lòng, xin hãy giúp cho cái đơn này, petition này được thông qua đến tận tay của quyền hạt Santa Clara, để mà đưa ra tiếng nói trong sạch cho cộng đồng mạng của mình nha, đưa ra ánh sáng. Rồi cái đó là phần cái phần thứ hai này. Lộc nói tới cái phần 11.000 nha. Tại sao cứ hỏi Lộc cái nắm nhoi nhoi á, hỏi Lộc 15.000 tại sao tới nay cả tháng rồi chưa trả cho cộng đồng mạng? Thì Lộc hỏi nha, mấy người có óc không? Có đầu óc suy nghĩ hay không? Thứ nhất, Lộc có thiếu tiền của nhoi nhoi không? Lộc có thiếu tiền của nhoi nhoi 11.000 hay không? Có dính líu tới nhoi nhoi một chút xíu nào với cái đồng tiền này hay không? Nếu không á, im cái miệng là dùm. Đừng có quan mà đụng nhà nào cũng sủa. Nha. Thứ hai nữa đó, nếu mà đó có dính líu đó thì cứ đưa cái tên gọi thẳng cho Lộc ha. Điện thoại của Lộc có trên mạng đó, email có đó, gọi thẳng cho Lộc, đưa địa chỉ cho Lộc, bao nhiêu tiền Lộc sẽ gửi trả lại cho nhoi nhoi ha. Còn nếu không có dính líu gì xin nhoi nhoi đừng có nhắc tới, để cho Mạnh Thường Quân gọi cho Lộc. Giữa Lộc và Mạnh Thường Quân giải quyết vấn đề 11.000 đó. Cảm ơn nhoi nhoi nhiều, nhắc nhở mình cả tháng nay. Ok. Đó, suy nghĩ kỹ lại đi. Nhoi nhoi từ lúc mà nhoi nhoi bắt đầu cái câu chuyện này tới bây giờ, chưa bao giờ mà nhoi nhoi dựng một cái lý lẽ nào biện hộ cho cái lý lẽ của mình đều nêu ra. Một cái lý do nào để biện hộ cái lý của mình đều nêu ra. Chưa bao giờ mình biện hộ được cái lý của mình thì làm sao đòi người ta làm việc được. Đòi người ta có một sự thông cảm, thông đồng, thông cảm được. Một sự chấp nhận được. Mình không biện hộ được cái lý của mình thì làm sao người ta nghe mình được. Chừng nào mình biện hộ được cái lý của mình đi, người ta hỏi lại mình câm họng thì làm ơn đi. Hiện tại bây giờ này nhìn đi, bao nhiêu người coi cái kênh của Nhoi Nhoi? Khoảng 2.000 mấy. Càng ngày càng, bao nhiêu người càng ngày càng chửi, càng ngày càng thấy Nhoi Nhoi càng làm càng đi quá xa, càng ngày càng nổi tầm bậy. Cứ ngồi đó mà nhoi 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 cái miệng lên cờ lớn cờ lớn. Như Lộc xin làm ơn đi, làm phước đi, để cho thiên hạ yên bình, bình an, sống cuộc sống. Giúp người thì giúp, không giúp thì thôi, đừng có phá cho hôi. Mình muốn ăn á, ok, thì tự làm mình ăn. Mình ăn không được á, thiếu cho ai công ăn việc làm ở trên thế gian này. Còn muốn bất chấp cái thằng xì ke này cũng được, để Lộc lên dở cái mánh xì ke ra cho mà coi. Nếu mà mánh xì ke này đó, nếu mình chơi bai Lộc xì ke ma tí, Lộc này Lộc kia, thằng này thằng kia thì hỏi chứ, nếu không có mấy thằng xì ke này có chuyện ngày hôm nay hay không? Nếu không có mấy thằng xì ke, mấy thằng hút, mấy thằng homeless, mấy thằng vô gia cư, mấy người có ăn chặn được đồng tiền của mấy người này không? Có ăn chặn được những đồng tiền những người gặp khó khăn bệnh hoạn không? Có hay không? Có ăn chặn được không? Nếu không có mấy người này thì mấy người đâu có dở luôn cái thối lưu manh đó ra để làm những công việc này. Đúng ra đó là hôm nay nè, Đại Lộc không muốn nói bất cứ một điều gì cả về cái vấn đề này. Không muốn nói là tại vì sao Đại Lộc là muốn rút, là tại vì Lộc những gì Lộc đã nói đủ, đã xong, chứng kiến những gì mình muốn nói, những đề tài mình đã muốn làm, tất cả đều xong. Rồi Lộc sẽ im lặng ngày hôm nay là bởi vì Lộc nghe lời Thấm. Lộc nói Thấm nói Lộc đã đủ rồi, nói như đó đủ rồi, đừng làm thêm chuyện nữa. Ok, Lộc hứa Lộc sẽ làm. Nhưng mà Lộc coi đi coi lại mà thì thấy người này nói, người này nói ok ok, thì Lộc cũng phải nói cho xong câu chuyện luôn. Đó, qua phần thứ hai,
là lý do gì tại sao ngày đầu tiên Lộc ra cái clip đầu tiên 11.000 này, là lúc đó Lộc cũng giống Nhân Cường vậy đó. Lộc cũng giống Nhân Cường bị giật dây. Nhưng mà Lộc làm cái clip đầu tiên á là bị người ta tăng bốc là một nè, rồi bị người ta dùng những điện thoại email gửi tới tăng bốc, rồi nói mình nói này nói kia, làm theo cái cũng giống như là một cái đạo đức giả, chính nhân quân tử gì đó, đó. Giả dạng làm như vậy. Lộc nghe theo, Lộc nghe theo làm, rồi Lộc ra một cái clip như vậy. Khi mà ra xong cái clip đầu tiên, Lộc mới thấy là ok, như không có đúng với mình, không có đúng sự thật với lương tâm của mình, không có đúng sự thật hiện tại đang xảy ra trong cuộc đời của mình, trong quá khứ của mình đã xảy ra. Cho nên Lộc mới lên cái clip thứ hai và nói rằng hiện tại những câu chuyện gì xảy ra như vậy, Hằng đã giúp mình như thế nào. Trực giác, cái cảm giác cho mình biết những điều mình làm cái clip đầu tiên không đúng, không nói đúng hết sự thật trong cái lòng của mình và hiện tại và những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình từ lúc nằm dưới suối lên tới chân bờ. Đó, vì Lộc đã bị giật dây nhưng Lộc kịp thời. Cho nên đám nhồi nhồi với cắt ké này kia hầu nhau mà nói Lộc là đàn ông gì mà trở mặt như trở bánh tráng. Đó cũng vì là vậy. Tại vì Lộc không theo hồ với mấy người, không theo chung với mấy người, cho nên mấy người mới hùa nhau mà nổi Lộc là chở như chở bánh tráng, đúng không? Cũng may là Lộc còn có sự có một cái cảm giác, một cái trực giác báo cho mình biết những gì mình làm, cái lương tâm của mình nổi lên đúng sai, cho nên Lộc mới ra cái clip thứ hai. Và từ đó Lộc mới biết được sự phán xét và cái tinh thần của mình nó nổi lên vì hai chữ công đạo, hai chữ lương tâm để nói lên hết tất cả những gì. Đó là cái gì tại sao Lộc nó nói lên cái clip đầu tiên với 11.000 của cộng đồng mạng gửi tới cho Lộc là Lộc muốn hoàn trả lại, là bị Lộc bỏ gì, là bị xúi dục chứ Lộc không có biết nhé. Đó là lý do như vậy. Nhưng mà Lộc kịp thời phản tỉnh lại, cái lương tâm Lộc báo đánh thức Lộc, cũng như có cái trực giác nào đó, có ơn trên nào giúp cho Lộc để Lộc trở lại là một con người đàng hoàng có cái ngày hôm nay, cũng như từ dưới suối một tự nhiên vậy đó. Cái trực giác cho mình biết mình trở thành một người tốt, mình làm được chuyện đó, mình có sự cố gắng, cho nên không gì sự quyết đoán quyết định của mình mà hại tương lai của mình, hại luôn vợ con của mình, hại luôn tất cả những người sống xung quanh mình. Cái lương tâm của mình không cho phép mình làm. Đó là định đi. Còn về Yến Nhi đó, thì Lộc đã nói rồi, nếu mà Lộc có thiếu tiền á, chẳng nhi thì cứ gọi cho Lộc, đưa địa chỉ, đưa cái hóa đơn, đưa cái receipt đó cho Lộc. Lộc sẽ gọi trả hết tất cả những gì cô Yến Nhi gọi cho Lộc. Và Lộc cảm ơn Yến Nhi nhiều đã ủng hộ Lộc, giúp đỡ Lộc trong thời gian đó. Bây giờ Lộc sẽ hoàn trả lại cho Yến Nhi. Nếu mà Yến Nhi có đầy đủ những thứ đó, Lộc sẽ trả. Còn nếu không thì xin Yến Nhi đừng có nhắc tới, đừng có hùa nhau mà cứ đòi 11.000 đó. Nếu mà không phải là của Yến Nhi, cái chuyện đó là giữa Lộc và Mạnh Thường Quân nhé. Cảm ơn Yến Nhi rất nhiều đã thương mến Lộc, giúp đỡ Lộc, ủng hộ Lộc rất là nhiều. Cảm ơn. Rồi qua tới chị Đại. Mình không biết nói sao với chị lớn hơn mình. Không biết lý do gì, em với chị chưa bao giờ gặp mặt nhé, mà em với chị chưa bao giờ có liên hệ gì, mà chị nói lên một câu là em ép anh Cường. Ở Mỹ này ép anh Cường có đồng nghĩa với cái gì không? Đồng nghĩa với là bắt cóc. Ép có nghĩa là đồng nghĩa cho bắt cóc. Tội này rất nặng ở Mỹ nha. Ép người còn được nghĩa cũng đồng nghĩa với là tội bắt cóc rất là nặng đó. Đó. Thì giữa em với chị là chưa bao giờ qua lại, chưa bao giờ quen biết. Chị là một Mạnh Thường Quân trong lòng của em. Chị qua đây đi với Hằng bên Việt Nam, chị cũng là
phát gạo phát cơm cho những người gặp khó khăn, chị cũng là một mạnh thường quân. Hình ảnh đó em lúc nào cũng coi chị là chị. Nhưng mà con cái em không thích chị như vậy. Sau khi chị qua Mỹ, chị trốn đánh đâu 2 tuần lễ, chị lập lò lúc lé trong bóng tối, chị gọi cho gia đình em 2 lần. Theo em biết gọi cho em bắt con 2 lần. Chị không muốn nói với em. Chị giới thiệu chị là chị. Rồi chị nói, rồi em chỉ nói chị vài ba câu là chị muốn nói chuyện với Thắm. Thì cho em cũng ok, em cũng đưa cho Thắm nói đàng hoàng. Giữa tụi em rất là tôn trọng chị. Tụi em lúc nào cũng vui vẻ đón nhận chị. Em tụi em chưa lúc đó là chưa có biết là chị một băng một khoe với cái đám chùm cưới. Nhưng mà dù có đi nữa, tụi em vẫn tôn trọng chị vì chị là một người tụi em đã thấy chị phát gạo phát cơm, qua đây vẫn thương mến anh em vô gia cư đi làm từ thiện. Tụi em rất là tôn trọng chị, không phải là không. Nhưng mà chị làm như cái điều này, tụi em rất là thất vọng. Chị chia sẻ gia đình em, chị nói chuyện với Thắm, chị kêu Thắm rằng đừng có thương Lộc, đừng có thương Lộc nhiều, nó sẽ bỏ. Chị có biết không, Thắm đã bước qua hết tất cả những gian nan lúc đầu, bước đạp lên hết tất cả những di lực cho tới ngày hôm nay, những cái dư luận, luôn cả gia đình trách móc, luôn cả những thứ đi đến với em, là Thắm đã thương yêu em. Cỡ nào em không phải một người mù, em không phải là một kẻ ngu si không nhìn nhận được cái điều là Thắm thương em. Thắm trong đời của em bây giờ là Thắm, chỉ có mình Thắm nói cho chị biết. Chị kêu Thắm là đừng yêu thương em. Tối thì em biết tụi em làm gì không? Thì em ngồi cười. Không ngờ chị là như vậy. Có người chị như vậy, đi chia sẻ gia đình người khác. Chị là một người lớn, chị là người mẹ, chị có gia đình, chị là một người mẹ, người lớn, chị có con. Có khi nào chị kêu một con chị mình đừng có thương thằng này nhiều không? Có khi nào không? Chị đã đi chia sẻ gia đình người ta, đi phá gia đình của người ta để cho người ta tan vỡ. Đó, cái đó chị hãnh diện lắm hay sao? Em không đồng ý cái điều. Tụi em cũng không nhắc tới gì nhưng chị đã nói tiếng nói rồi thì em cũng nói luôn ha. Chị nói em vậy thì em còn không còn nể chị nữa. Em nói thẳng luôn, chứ chị nó liên lạc với Thắm như thế nào em không cần biết ha. Giữa chị em có chuyện, giữa chuyện đàn bà, giữa Thắm với chị. Nhưng mà của tụi em thì tụi em chuyện gì tụi em cũng bàn luận với nhau hết. Bất cứ là một chuyện lớn chuyện nhỏ gì có dính líu tới gia đình tình cảm của tụi em đều là đem ra rồi tụi em nói trời ơi, không ngờ chuyện này, rồi tụi em ngồi cười thật là quá đáng. Thiệt lắm. Tụi em cười chị. Tụi em cười chị đến nỗi mà chị đi phá vỡ một gia đình vậy. Mà chị đi hùa nhau với nhau với mấy với chùm cuối. Mà đi phá vỡ hết tất cả những anh chị em, những cái gia đình đàng hoàng, ăn đồng tiền cứ như vậy mà còn chối cãi, còn đi sỉ nhục người ta trên mạng. Rồi lấy những đồng tiền như vậy đem về nuôi gia đình. Đó. Thì Lộc chứ nói với chị như vậy. Chùm cuối đã hại biết bao nhiêu, chùm cuối đã hại biết bao nhiêu gia đình ở tại vùng San Jose mình. Ở tại vùng San Jose, California. Hại biết bao nhiêu gia đình tan vỡ. Điển hình. Thí dụ, cha mẹ Alex là một. Bây giờ tới phiên Lộc là 2 cái. Còn bao nhiêu người nữa? Chùm cuối đã ăn chặn cái đồng tiền của người ta. Mà cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân gửi tới chắc tất cả anh chị em vô gia cư, có người nào nhận được cái đồng nào tiền nào chưa? Có đọc tên của một người anh chị em vô gia cư nào chưa? Có đưa tới tận tay người đó chưa? Có đưa một đồng nào của Mạnh Thường Quân tới tận tay của anh chị em vô gia cư chưa? Cái đó là tiền còn nằm ở trong nghi vấn nha, còn nằm ở trong nghi vấn đó. Đó. Thì đó là cái mà Lộc muốn nói lên với
chị Đại, giữa chị với em chưa bao giờ có liên quan liên hệ gì. Chị nói xấu em không sao, nhưng mà chị muốn em tôn trọng chị á, chị nên cho coi lại bản thân mình ha. Em là thằng nói chối em một thằng xì ke thì đừng bao giờ chửi em một thằng xì ke, thằng này thằng nọ thằng hút sách thì đừng bao giờ liên lạc, đừng bao giờ nói chuyện với Thắm nữa. Tụi em không chấp nhận, tại vì tụi em là xì ke, thì chị là chị lớn rồi, chị là một người cũng có gia đình có vợ có con ha. Chị nói phải suy nghĩ chút xíu nha, chị đi phá vỡ gia đình người ta như vậy, giữa chị và Hằng có xích mích gì á là giữa chị và Hằng đừng có lo kéo bao nhiêu người vào. Không biết lý do gì chị gọi cho tụi em, là chị nói là Hằng nói chị bán đồ hàng giả cho nó online, rồi tụi em hỏi ngược lại chị, Hằng có nói tên chị không, Hằng có kêu tên chị ra không? Chị nói không. Thì không thì chị làm sao mà chị vô khống, chị kêu nói kéo tụi em vô, chị kéo tụi em vô bên phe của chị. Nhưng rất tiếc em phản tỉnh lại ngay kịp luật kịp thời, không giống những trường biết lỗi, biết mình sai, quay đầu bờ, quay bờ là vẫn còn kịp mà. Cuộc đời em còn dài, đừng để cho người ta chửi em suốt đời. Đó, chỉ nói như vậy thôi. Đó, còn tới mà cái anh nào, cái nào mà ông Mỹ này xuống suối mà cái gì xe ôm đó, ông Mỹ nó không có xe ôm đâu, ông bậy ông bạ nó thưa đó. Ông bậy ông bạ đó, nếu mà Lộc nói lần này nha, anh cũng không biết, em không biết anh là ai, anh giấu mặt giấu mày, không dám đưa bộ mặt ra. Thì xuống dưới phỏng vấn người này, phỏng vấn người kia, anh muốn tìm tòi thứ gì? Nếu mà anh là người chơi bai những thằng xì ke, chơi bai những thằng homeless, những thằng vô gia cư, những thằng hút sách, thì đừng bao giờ lợi dụng những anh em vô gia cư để quay phim. Mà đi xuống dưới quay phim mà anh em xuống dưới xin tiền, xin đồ, nói còn nổi một câu tôi nghèo lắm, tôi không có tiền, Mạnh Thường Quân chưa cho tiền tôi, chưa đóng góp, chưa nguyên góp được. Đừng bao giờ nói câu đó lợi dụng như vậy, ok? Đừng có bao giờ lợi dụng cộng đồng mạng nữa. Không có đâu, không ai nguyên góp cho anh nữa đâu. Đừng có vào đó mà lợi dụng những anh em vô gia cư, chơi bai người ta là thằng hút xì ke, chơi bai luôn cả chị Đại Giang Hồ, Nhoi Nhoi, bất cứ là người nào. Nếu mà chơi bai một người vô gia cư, một thằng hút xì ke, thì đừng bao giờ quay những người đó nha. Đã chơi bai người ta, khinh dễ người ta, mà ăn chặn đồng tiền của người ta, thì đừng bao giờ quay người ta nữa nha. Thất đức lắm. Lộc chỉ nói như vậy để cho tất cả, để cho hiểu biết một lần. Đừng bao giờ lợi dụng những anh em vô trực tiêu để chơi bai những người hút sách, để chơi bai những thằng xì ke, những chơi bai những mảnh đời như vậy. Người ta gặp khó khăn, mình không động viên, mình không giúp đỡ được, có thay đổi tánh đi nữa, thì đừng có bao giờ lợi dụng người ta giống như chừng cuối. Có người, bao nhiêu người hỏi tới cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân gửi tới, tại sao không bao giờ thấy nghe đọc tên? Không phải một người nói, rất là nhiều người nói. Cho nên Lộc muốn, Lộc hy vọng rằng tất cả cộng đồng mạng của mình, những Mạnh Thường Quân hiểu biết chuyện, hãy chung tay vào, ký tên vào cái đơn, ở bên Bắc Phù Thủy đánh chó dại, để đưa ra ánh sáng, đưa lên tòa, đem ra ánh sáng, để biết ai trái ai phải. Bây giờ nói đi nói lại, nói qua nói tới, nói lui nói ngược, cứ lương lẹo, bây giờ nói lương lẹo, nói Hằng lương lẹo, nói hết đường hết nổi rồi, hết ai coi rồi. Giờ bắt qua tới Lộc, bắt qua tới Lộc, bây giờ Lộc chửi cho nghe. Nếu mà Lộc làm xì ke, coi Lộc làm xì ke thằng này thằng nọ, thì đừng bao giờ lợi dụng những thằng xì ke mà quay câu view câu like, nhưng quay những người anh em vô gia cư để câu view câu like, còn nói một câu gì nữa.
cộng đồng mạng không có nguyên góp, tôi nghèo, tôi không có đủ tiền, không đủ có mua đồ cho các anh chị. Đừng gửi bao giờ. Ở đây, ở Mỹ này không có xe ôm nha. Uber, taxi có. Lyft có. Chứ không có ôm. Ôm là sàm sảo lắm. Thư vô tù đó. Bị bắt vô tù liền đó là sàm sảo nặng lắm đó. Tội sàm sảo này nặng đó. Bị phạt tiền, phạt tù. Là suốt cuộc đời là không đi làm được luôn đó. Tội sàm sảo bên Mỹ này. Không có đi làm được luôn đó. Anh làm bất cứ cái sai trái gì. Child molester, rapist, harassment, sexual harassment. Là đừng bao giờ có công ty nào nhận mấy người đi làm. Nhá. Đừng có xe ôm, ở đây không có ôm. Ở Mỹ này không có ôm. Có bia ôm thì có. Nhưng mà bia ôm mấy người vô đó đi, mấy người biết. Cái túi đi ra là cái túi còn gì đâu. Bia ôm cái Mỹ này hôn lắm. Chứ không phải như mấy người tưởng đâu. Đừng ôm, không phải là mấy ông qua đây là mấy ông ngon. Không có. Mấy bà vô, mấy bà cạo, mấy rồi mấy ông mấy cái là mấy ông sạch túi rồi. Đó, đừng ôm, đừng xuống suối mà lợi dụng những anh em vô gia cư nữa. Để cho những anh em vô gia cư sống cuộc sống ở dưới đó. Giúp được thì giúp, đừng có giúp. Không giúp không được thì đừng có lợi dụng nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đem được manh cơm miếng áo xin giúp thì giúp. Đừng bao giờ trục lợi riêng cho mình. Muốn quay phim, không ai cấm cản mấy bạn quay phim. Nhưng mà quay phim với tư cách gì? Tính cách gì? Cái đó mới là quay phim. Mới là thiệt. Cái tâm của mình để ở đâu? Làm việc gì là cũng như nói. Làm việc gì cũng phải để cái tâm cho đó. Nó mới có thành quả tốt. Nhá. Thôi thì một chút xíu gửi đến ông bà, cô chú, anh chị em của mình những lời thật lòng của Lộc muốn nói. Thật tình hôm nay đó là Lộc không muốn làm phim nữa. Lộc cũng hứa với Thắm là cái clip này là cái clip cuối cùng. Không dính díu đó cái tình trạng phim này nữa. Ví dụ nói qua, nói lại, nói tối rất là nhiều lần. Nói bao nhiêu lần, nói ba Lộc nói là đủ rồi. Bằng chứng Lộc đưa lên cũng đã nhiều. Chứng minh cũng đã đủ. Việc thật, người thật, việc thật. Nhân chứng sống đều có hết. Thì chỉ chờ rằng đầy đủ chữ ký và đem tờ đơn này, petition này ra tới tặng tòa, thì thông qua những cái cơ quan đó để đem ra cho ánh sáng thì coi sẽ biết. Hy vọng rằng tất cả sẽ chúng ta vào làm sạch cộng đồng mạng mình, để cho con cháu mình một khi mà mở tivi lên đừng có nhìn thấy những cái hình ảnh mặt mày phùng mang chợ má, nói gì toàn là những lời thô tục, thô bỉ, dùng những lời lẽ lương lẹo. Con cháu mình có học được cái điều tốt, điều hay nằm ở trong đó đâu. Thì hy vọng rằng, Lộc cũng hy vọng rằng cái đám chùm cuối dập tắt hết tất cả. Và những người bình luận dạo, Lộc cũng hy vọng rằng vì lương tâm của mình, trong lương tâm của mình mà làm việc cho đúng, đúng cái lương tâm của mình, Lộc chỉ nhiên gọi một vài lời tới cho tất cả như vậy. Thì Lộc vẫn ngồi chờ để coi diễn này ra tới đâu nhé. Thôi thì tới đây Lộc xin tạm ngừng và xin chấm dứt cuộc đối thoại từ nay, sẽ không dính líu vào chuyện thị phi. Từ khi các bạn còn tiếp tục thì Lộc vẫn môi móc những cái bằng chứng khác đem lên để cho tất cả cộng đồng mạng biết và tẩy chay hết các bạn. Xin chào, bye bye.